phải bạn không? Cùng sửa nhá. Vedet khỏe, đánh được thì dễ, cơ mà để đánh đúng thì ít người làm được đấy nhá. Giờ vào ra ghi chép, ADC sẽ giúp anh em đánh Vedet sao cho nó cháy. Hãy ưu tiên dùng chiêu 3 để bỏ combat, bởi vì sau khi dùng chiêu 3 bạn sẽ được tăng một lượng lớn công vật lý và xuyên giáp. Vậy combo lắp vòng hút cạn sinh lực địch sẽ là chiêu 3 đánh thường 2 cái, chiêu 2 và chiêu 1. Xong combo này thì bạn sẽ còn 2 nội tại, tiếp tục đánh thường 2 cái thì lại có nội tại lắp vòng tiếp. Thạo combo này thì đánh với cả mấy ông tay như Omen thì không phải gọi anh em bằng cụ. Đây là bộ trang bị hợp lý nhất cho Vedet của khi đi đường. Còn khi đi đường thì anh em xài bộ ngọc trang bị này. Ngọc thì tập trung vào tốc đánh và xuyên giáp, thêm một ít giáp và máu. Phù hiệu hợp lý nhất sẽ là đấu khí. Rồi, học xong thì sách vào rank rồi feedback lại độ hiệu quả nhé anh em.